Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì em Nghĩa Audio xin gửi tới quý vị và các bạn một cái video để hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách sử dụng ở trên một cái con vang. Đây là dòng vang số của Shiso với một cái mã của nó là MK9000. Con này thì chạy cái phần mềm đời mới nhất anh em nha. Nó này thì chất tiếng của nó tương đương như cái dòng TP1080M anh em nha. 1080 Pro ấy. Cái dòng cao cấp. Con này thì nó thiết kế cái mặt đồng hồ ở đây nó chỉ hiển thị số này anh em nha. Nó chỉ thua hơn so với con 1080 là nó không có cái màn hình ở đây thôi. Còn mọi tính năng về căn chỉnh, về chất âm, các thứ nó đều như con 1080 luôn. Và ở đây thì nó có một cái rất là hay anh em nhé. Mà anh em không để ý, đây là cái dòng tông. Là cái tông tông của nhạc anh em nhé. Cái tông của nhạc là khi anh em đánh một cái bài hát mà nó tông nó cao quá hoặc tông nó thấp quá thì anh em có thể tăng tông, hạ tông. Đấy, để phù hợp cho với cái giọng hát của anh em rồi anh em nhé. Đây em lấy ví dụ này. Ở đây là đang tông bình thường ở nó ở giữa này nhá, là nguyên thăng này này. Anh em nâng thăng này này. Đấy, chuyển thành tông cao anh em nhé. Anh em những cái tiếng cái nhạc của nó sẽ bị cao lên. Đấy, tông giữa này. Đây là hạ tông này. Đấy, hạ tông thì đối với tông nam thì anh em hay hạ tông lên khoảng 1-2 tông. Đấy. Đấy là đối với những anh em nào mà hát chuyên hát karaoke nhưng mà cái tông của nó không phù hợp với cái giọng của mình thì mình có thể tăng tông hoặc hạ tông để mình hát anh em nha. Đây dành cho cái trường hợp nó chưa phù hợp thôi, còn nếu nó phù hợp rồi thì thôi anh em nha. Tính năng này rất là hay. Rất là ít những cái con vang nó có cái tính năng này anh em nha. Đây là điều đặc biệt của con vang MK này. Đấy. Và cái thứ hai đó là khi anh em không cần kết nối phần mềm thì có thể tùy chỉnh ở trên này rất là dễ dàng như một con vang cơ. Em sẽ quay sát vào cho anh em xem nhé. Thì cái nút đầu tiên là cái nút chọn modal đây em này, M1, M2, M3, M4 này là các cái chế độ đã cài sẵn anh em nhé, 4 chế độ này. Anh em chỉ cần sử dụng ấn cái nút bên trên này nè. Đấy. Đấy, nó nháy chế độ nào, anh em bấm enter một cái. Ví dụ đây chế độ 2 nhá, là nó sẽ lót chế độ 2 cho anh em chơi luôn. Đấy, tiếp tục chế độ 3 này, enter này, nó chuyển chế độ 3 nhá. Đấy, tiếp tục này, nháy đèn số 4 này, enter này, chuyển chế độ 4 nhá. Đấy, enter, chuyển chế độ 1 luôn. Đấy. Đấy, chế độ 1 em để ở nhà hơi to anh em nhá. Tiếp theo là cái dòng input này anh em nhá. Input này là cái để mình có thể lựa chọn được cái nguồn nhạc. Nguồn nhạc đầu vào anh em nhé, nó sẽ gồm có là AUX này, SPDI này là cổng quang anh em nhé, và cổng đồng trục này là normal là auto anh em nhé. Đấy, cổng quang đây và anh em enter cũng tương tự như bên này thì mình sẽ chuyển từ cổng thường sang cổng quang. Ví dụ nhà anh em có 3 hay là 4 đường nguồn nhạc khác nhau, từ đĩa CD, từ đầu DVD, từ máy tính này, từ laptop, từ TV thì anh em phải cắm hết vào. Và chỉ cần sử dụng nút này để mình lựa chọn giữa các cái chế độ nhạc khác nhau thôi anh em nhé. Đấy, được chưa? Tiếp theo là sang phần effect này. Phần này nó rất là hay anh em nhé. Đối với những con vang khác thì tùy chỉnh giữa cái phần to nhỏ trộn giữa echo và revert thì nó rất là lòng ngoằng. Nhưng riêng dòng Seiko Soul này, ví dụ con 360 này thì chỉnh rất là dễ nhá. Anh em thấy đèn sáng ở cái đèn effect này thì là tăng giảm ở trên này thì nó là tăng giảm effect chung anh em nhé. Effect tổng là vang tổng. Là vang tổng anh em nhé. Còn khi anh em chuyển sang cái đèn thứ hai, đèn revert này, bằng cách là ấn cái nút vuông này. Thì đây là revert nhá. Thì anh em có thể tăng giảm revert theo ý thích, nghĩa là anh muốn anh hát nhiều revert thì anh em tăng lên, ít revert thì anh em giảm đi bằng nút cộng trừ phía bên trên. Đấy, đơn giản chưa? Còn tiếp theo ấn một phát nữa là nó sang cái đèn echo anh em nhá. Echo thì anh em ấn tăng giảm echo cũng như phần revert thôi. Đấy, tăng giảm echo nhá. Rất dễ anh em nhá.
Tiếp theo là sang cái phần mic này. Ở cái phần mic này thì anh em khi anh em để cái đèn set này thì tăng giảm tiếng mic này. Đấy, còn cái đèn star này, anh em bấm nút vuông nó sẽ sang đèn star này là anh em muốn đặt cái mic này khởi động vào bao nhiêu, là khi bật máy lên ấy thì nó sẽ nhảy đến cái số đấy là cho anh em hát luôn, để không cần chỉnh nữa nhá. Đây ví dụ như là em đang đặt khởi động là 55 thì khi tắt máy đi bật lại thì mic nó sẽ lên 55. Còn cái phần limit này chính là cái phần to nhất của mic anh em nhá. To nhất của mic thì em cứ để max là 99 anh em nhá. Anh em muốn giảm bớt đi, ví dụ anh em muốn chỉ to nhất lên tầm 60 hoặc 80 thôi thì anh em sẽ để tầm 80-60. Sau đây anh em ấn giữ này, ấn giữ cái nút vuông này 5 giây đấy, thì nó sẽ lưu anh em nhá. Nó sẽ lưu đấy. Đấy. 80 nè. Đấy, nó lưu nhá. Đấy, cái đèn này nó chớp 3 nháy này là nó sẽ lưu, là khi bật mic lên to nhất nó chỉ đến 80 thôi nhá. Đấy. Tương tự như vậy thì bên phần music cũng vậy, phần nhạc cũng vậy anh em nhá. Đấy, phần nhạc cũng vậy. Để nó có nút khởi động này và nút limit này là giới hạn của tiếng mic nhá. Đấy. Bây giờ toàn bộ mặt trước của cái vang này thì sử dụng rất là dễ anh em nhá. Và điều tuyệt vời hơn nữa là khi anh em sử dụng cái con vang này thì nếu mà con vang này nó có cái tính năng học khiển thì bên em đã tặng kèm cho quý vị các bạn một cái điều khiển. Cái điều khiển này thì là một cái điều khiển bình thường thôi. Điều khiển này là của HD02, một cái đầu số. Thì bên em đã cài ở đây cho anh em này, hướng dẫn luôn cho anh em nhá, để mở cái ni lông này ra cho nó dễ nhìn hơn. Để tích hợp vào cái điều khiển thì anh em không cần phải lại gần cái máy nữa, không cần lại gần vang nữa mà mình có thể điều khiển từ xa luôn. Đó. Đây, giới thiệu qua cho anh em là trên cái điều khiển này thì cái 4 cái chế độ 1, 2, 3, 4 này thì em đã tích hợp vào phím số này 1, 2, 3, 4 nha. Em lấy ví dụ, em ấn phím 2 2 này. Lập tức nó, máy nó sẽ nhảy sang chương trình 2, M2 nhá. 3 này. 3 này, anh em thấy chưa, nhảy luôn. 4 này. Đấy, chương trình 4 nhá. Chương 4 này chưa cài anh em ạ. 1 này. Đấy. Tiếp theo này, đây là chương trình số đầu tiên nhá. Tiếp theo thì em sẽ cài phần volume to nhỏ của music nhá. Music là sẽ gắn vào hai cái nốt là volume trừ và volume cộng này. Volume trừ là nhỏ nhá, volume cộng là to này. Đó. Anh em thấy thấy số này nó sẽ nhảy này. Đấy, được chưa? Rất đơn giản chưa? Còn phím CH cộng CH trừ này chính là tiếng mic nhá. Mic to mic nhỏ này, em nhìn phần mic này. Đấy, to này. Nhỏ này. Anh em thấy chưa? Em sẽ quay gần một chút này. Đấy, rất đơn giản. Còn tăng giảm effect sẽ là hai nút trên này nha anh em nha. Tăng giảm và vang effect ấy. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, rất đơn giản. Còn cái nút mà để cho anh em chọn cái chương trình đầu vào là nút info này em này. Info này là input nhá. Lựa chọn chế độ đầu vào cộng quang hoặc tự động nhá. Đấy. Rất dễ anh em nhé. Rất dễ dùng luôn. Ok. Bây giờ thì em đã lựa chọn cho anh em cài đặt sẵn với anh em vào cái chương trình điều khiển này rồi. Giờ thì các cái chương trình khác nhau như giờ chương trình M2, M3 thì em đã cài sẵn này cho anh em này. Đấy, tiếng mic nha, bật mic lên này. Đối với con này thì sử dụng là dễ rồi, như một con vang cơ có khi nó còn dễ hơn cả một con vang cơ anh em nha. Còn cổng USB thì anh em có thể cắm vào để kết nối máy tính và cài đặt ở trên phần mềm ở trên máy tính rất là dễ dàng. Nếu dành cho anh em chơi chuyên, biết thành thạo một chút về máy tính, còn nếu anh em không biết về máy tính thì anh em có thể chỉnh cơ bản ở trên này. Còn những cái chương trình chuyên sâu thì bên em đã chỉnh sẵn mà anh em có thể tăng giảm echo revert rất là dễ dàng nha. Ali 1 2 3 4 5 6 L. Tiếng echo revert của nó rất là ngọt anh em nhá. Em chuyển sang chương trình 2 đi.
Alo. 1 2 đi. Lơ. Anh em tôi có thể thấy cái tiếng vợt của nó rất là nét anh em nhá. Anh em ơi nhỏ nhạc anh em xem này. Đi 1 2 3 4 5 6. Cái chương trình này thì nó có vợt hơi nhiều lên anh em nhá. Còn chương trình 1 thì nó sẽ là echo kết hợp với cả gì vợt. Cũng tùy theo là anh em muốn điều chỉnh echo hoặc gì vợt như thế nào thì anh em thì chỉnh vào cái phần effect này anh em nhá. Đấy. Đây. Echo gì vợt anh em muốn hát như nào thì chỉnh theo ý thích của mình. Đấy, rất là đơn giản. Được chưa? Tất cả những cái về hiệu năng cũng như là cái chỉnh bên cái phần con vang Siso VS360, còn đây là hàng bãi thì nó sẽ có mã là MK9000. Hãng logo của nó là Baita Audio. Mặt màu trắng, kính gương rất là đẹp anh em nhá. Và số lượng có hạn. Đến đây thì em xin kết thúc cái video hướng dẫn ở đây. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn vào những video lần sau. Nếu anh em thấy video này hữu ích hãy để lại cho Nghĩa Đô một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh anh em nhá. Anh em có ý kiến như thế nào về cái sản phẩm này thì có thể để lại bình luận bên dưới cho Nghĩa Đô được biết anh em nhá. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn vào những video lần sau. Như chào yêu mến tao. Đường ấm nắng, xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em. Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau. Phần số anh thương đến như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu. Em thường bảo rằng tình cánh dù trông gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp.